Hiện tại mình đang đi mé bờ biển của Vũng Tàu. Thì các bạn lưu ý giùm mình nha. Hiện tại mình cũng đang trong khu vực khu dân cư. Thì các bạn cứ đi tốc độ là 50, không có lưng cứng. Thì đây là hay bắn tốc độ nên các bạn cẩn thận hơn một chút xíu nha. Đó. Thì ngay chỗ hầu mây nè, lên hầu mây nha. Các bạn cẩn thận. Đó, cái lên liền thì các bạn không được lớn rồi ha. Đó. Đúng tốc độ 50 thôi. Lo chạy ngó đường, không ngó xe gì hết. Cái hàng bông giấy cực kỳ đẹp luôn, giúp tàu nha. Duy trì tốc độ nha. Và trước mắt các bạn là gành hào ha. Thì ở đây thì chuyên về hải sản đó. Rồi khi qua gành hào thì các bạn sẽ đến nhà thờ Bãi Dâu đó. Thì hải sản thì có nhiều chỗ bán lắm ha các bạn ha. Cái bàn này nọ tùm. Rồi xuống dưới kia nữa thì có 284, rồi thành phát 1, thành phát 2, thành phát 3, rồi nhiều chỗ lắm. Thì theo các bạn đã trải nghiệm rồi các bạn sẽ biết. Ở đây thì chuyên về mấy những cái bông giấy cực kỳ đẹp luôn. À. Rồi, khi mình qua gành hào thì các bạn đổ xuống thì các bạn sẽ gặp một cái gọi là cái quán gọi Bít Tóp ha. À. Thì bên trái các bạn là cái Bít Tóp này nó cực kỳ đẹp luôn, cho dành cho những các bạn năng động này nọ. Đó đây bên trái các bạn nè, đó. Tóp hay năng động này nọ. Đẹp lắm, view đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ra cái gọi là eo gió. Thì eo gió này nó sẽ nằm ngay chỗ là ngay chỗ cái Phật bà của người Hoa. Đó. Mình sẽ ra đó mình uống miếng nước cái mình sẽ đi về thành phố. Thì thường thường mình hay trải nghiệm cho các bạn đi á, là đi hết luôn cái dọc bờ kè bãi biển. À, các bạn muốn trải nghiệm nhiều cái đường, cái đường xuống dưới bãi biển lắm, nó có cái đường nhỏ xíu ha. Dành cho xe gắn máy thì các bạn nào mà đi xe máy vi phượt này nó có mấy những cái bãi biển đi xuống đường xuống dưới bãi biển cực kỳ đẹp luôn. Bên Ngọc Dung cũng ok. Nói chung là nhiều cái mình ăn quen ấy, thì mình sẽ kiếm lựa chọn những cái quán quen của mình hợp khẩu vị. Đó, quán cây bàn nọ. Cái bên có quán Thảo Tâm này nọ, thì Thảo Tâm này ít khi bán lắm, chỉ có bán thứ bảy chủ nhật hay gì đó.
hay cái mấy ngày lễ thôi, còn ngày thường không bán, còn xuống dưới kia nữa hết. À, thì nó sẽ có thành pháp. Giờ chút xíu em quẹo trái nha, quẹo trái ngay chỗ hàng hàng dương đó đó ha. Đó, mình ghé vô nghỉ miếng nước nữa, vệ sinh cái mình đi. Chưa chưa lên nữa, lên nữa nè, chưa. Đây có vạch liền, từ từ. Đúng rồi, lên trên nữa. Đó, chậm thôi. Chậm thôi, đúng rồi. Ngó bên trái, liếc bên trái. Rồi, em di chuyển qua. Trời ơi, canh kia, rồi, quẹo trái qua. Nữa. Đó, đầu song song với xe kia ha. Đúng rồi. Rồi, em trả lấy thẳng lại. Đúng. Đó. Rồi, em gạt thắng nhẹ lại. Ok, lúc này em trả là chữ gì nè? N, rồi. Rồi sau nữa, kéo thắng tay. Đúng, rồi, chuyển về đâu nè? Về, ok. Đó, an toàn cho mình. Tốt. Rồi. Bây giờ xuống. Vệ sinh một cái ha. Rồi mình làm miếng nước rồi mình di chuyển nha các bạn ha. Đẹp không? Biển đẹp. Đó. Bạn đọc pin nó mà nó không lấy nổi luôn. Các bạn thấy không? Vô mà không lấy nổi tụi mình làm liên tục mà. Mình không ghé ghé pit stop nữa, pit stop này thì vô phải lâu ở lại đêm thì đẹp. Ok. Nhà số trước mình hả? Rồi. Kéo cho ngang. Ngồi cho mát. Rồi. Ok. Rồi, em mở kính ra nhìn thầy nha. Đúng rồi. Kéo lên bóp vô hạ xuống đúng. Rồi, em về số lui. Quan sát mình sẽ đi hướng bên phải thì mình sẽ cho cái đuôi xe qua bên trái. Rồi em lui à, đừng đánh trước, em cứ lui đi bình thường đi. Đó, chừng nào cái kiến cho hậu mình á qua khỏi cái đuôi xe là em đánh lái. Rồi đánh lái hết luôn đó, đúng rồi à, chứ mình đánh lái sớm sẽ dướng xe người ta ha. Tốt, mình sẽ đi hướng này nha, đi cặp bờ biển luôn. Rồi nhớ lui là phải ngó sao. Ok, đi. Cứ từ từ đợi bạn kia luôn ha. Rồi em cứ đi đi, cứ đi tầm tầm. Rồi, ngó bên phải, ngó kiến lớn nè ha. Rồi, đánh lại qua. Cái quan trọng là cái kiến lớn của mình đó. Đó, ở chỗ này là thầy nói nè, nó có mấy biệt thự á, mình đi xuống dưới nữa, nó có cái đường xuống nhỏ ha, mấy bạn xuống dưới chụp á, check in đó, đó, đó mấy cái lỗ nhỏ nhỏ nè, đi xuống dưới chụp nhiều lắm. Rồi cứ chậm chậm đợi bạn sau đi lên luôn. Trước mắt các bạn là
bờ kè Bãi Dâu nha các bạn ha. Mình đang hướng về cái gọi là về bên cái làng chài. Đó, thì làng chài thì ở đây mình sẽ đi về Thành Phát. À, rồi dưới đây là nó có gọi là cái resort 5 sao. Năm sao bên phía bên tay trái các bạn ha. Nhưng mà khu vực này nó buồn, nhưng mà nó resort thì người ta ở khu vực vắng. Dạ, em phải đập ra xe bạn dưới lên rồi. Đó bên trái mình là cái resort ha, nổi tiếng 5 sao. Thì qua cái resort này các bạn sẽ đến ngay chỗ Thành Phát. Thì khu vực dưới thì hải sản nhiều. Đó, bên trái các bạn là Marina Bay. Đây nó sẽ có một huyện khác là 500m là cấm độ ngày lẻ, nhưng mà đến đây đến 500m này nó sẽ cấm độ ngày chặn đó. Nó có bảng phụ dưới các bạn lưu ý nha. Đó, ngày chặn là cấm độ. Đó, bên trái mình là 284 ha. Nói chung là quán hải sản là dân địa phương ăn nhiều. Rồi em đặt ra tiếp trái các bạn là Thành Phát. Rồi qua Thành Phát thì nó sẽ có gọi là tàu phà biển nha các bạn ha. Nó Thành Phát 3, Thành Phát 1, Thành Phát 2 gì tàu lướt dưới. Đó, còn bên trái là phà biển. Giờ vắng que. Chứ phải dưới Nhật Đông. Xe trên 30 chỗ à, có bảng phụ các bạn lưu ý nha. Còn các bạn không có bảng phụ là cấm tất cả ha. Còn nếu có bảng phụ thì mình sẽ theo cái bảng phụ, dù mình khác cái xe đó thì mình ok mình đậu được. Đó, bên phải các bạn là chùa nè, Thích Ca Phật Đài, chùa Phật Nam. Beep.
đi về sân bay để mình về thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là mình đi giáp nhầm hết bãi biển rồi. Sẽ đua xe ta lại toàn ha, cái chậm chậm lại. Rồi anh lại dọc đi làn giữa luôn. Ở bên trái có xe ha, rồi mình đi làn giữa, trả lấy thẳng lại, rồi đạp ga lên. Đó, rồi bên trái có xe ta tiếp tục ga lên, được 60 em cứ chạy. Đó, ở đây là mình sẽ đi về con đường hướng về sân bay đường 34. Rồi thôi, anh muốn ẹo qua là anh ẹo qua, chán thiệt đó. Nên mọi người cẩn thận nha, chú ý nha. Rồi ở đây các bạn sẽ gặp cái trường hợp đó là cái đèn xanh đèn đỏ. Mà đèn xanh đèn đỏ này các bạn gặp cái xương cá nó ngộ lắm, xương cá nó ra tới giữa đường luôn đó. Theo luật thì không cán xương cá, mà vẽ kiểu này ai mà không cán mới được, được cán không được mới là lạ, đúng không? Xương cá xương cá, nhưng mà đồng ý là theo luật là nó cán là phạt, nhưng mà con cái giờ vẽ kiểu này sao mà ai mà không cán, đúng không? Đang đường ung dung trên đường rồi em giữ khoảng cách ra xe này nó đi, xong em sẽ thấy lòi ra được mặt xương cá. Đó, rồi em đi. Đó, rồi em đi. Tập ra. Đó, thấy không? Người đi bộ nè. Đó, mà xương cá vẽ kiểu đó mà ai xe nào mà không cán. À, nó ngộ đời á. Đúng không? Đó, ở đây cũng vậy. Tự nhiên đang đường ngon lành cái vẽ mặt xương cá ra. Rồi nó cán lên cán. Đồng ý rồi, theo lực. Vậy nhưng mà có phải tùy theo tình huống, chứ đâu phải là muốn lực lên. Cái đè kiểu vẽ kiểu đó mình cán lên phạt. Đó đâu được. Đúng không? Vụ Hà Nội đã lên tiếng rồi, các bạn lưu ý nha. À, mình sai vụ luật thì mình áp dụng, mình sẽ theo luật, nhưng mà luật phải đúng, luật không đúng thì sao mà mình xử, mình áp dụng được? Luật kiểu đó luật gai này nói sao mình áp dụng được? À, mọi người chú ý cái vấn đề về cái đó ha. Mình đã nói nhiều rồi, có nhiều bạn thì cũng comment này nọ, nói này nọ theo luật này nọ, mà chút xíu em qua cái cầu này em quẹo phải vô sát vô trong luôn nha. Dạ. Để thầy ghé thầy con mua cá. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn nữa là cái chợ hải sản đây, thì ở đây nó rẻ hơn mấy chỗ trên làng chài trên kia nha các bạn ha, tùy theo thôi. Rồi em đi tập ra qua cái cầu mà mình di chuyển xuống, đi đừng có vô liền, rồi em cứ đi bình thường. Rồi ôi nè, bị hốt hay gì vậy? Rồi nè, bị hốt rồi. Rồi mà sẽ nhanh phải trực tự đô thị. Bây giờ rồi nghe vô nữa, lên trên chút xíu, lên ngay chỗ cô này ngồi trên xe luôn nha. Rồi lên chút xíu, rồi dừng lại. Anh ơi, cô ơi, có cá sồng không cô? Có. Cá sồng đúng không? Nhiêu ký vậy? Nhiêu ký? Bao nhiêu một ký mà? Sao cao vậy? Em ngồi xe đi. Rồi đây mọi người nhớ nha, trả lại chữ B đi cho thầy. Ừ, em cứ ngồi đó. Rồi đó, bữa mình có ghé mua rồi, học viên mua rồi, bây giờ mình ghé nữa cho học viên mua nha. Đó mà hải sản này qua cái cầu đó, đây các bạn ghé nha. Ok, để mình mua cái này chút xíu nha các bạn ha. Đây hải sản nha, hải sản nha. Đó, cá sồng của cô bên đây hay bên này của cô vậy? Còn nhớ con không? Bữa con cho học viên xuống mua đó. Trời lắc ơi, bán con giá bình dân nha. Ghẹo cô.
Hôm qua cá tươi cô. Cá tươi cô đưa qua đây, cá ghe mua đưa đâu bán lẻ đâu bán mà. Dạ nhiêu ký dạ bán con xác giá 60 để con gọi điện cái đó. Để con mua giùm. Rồi các bạn thấy không? Đây là cá này tùm lum la luôn. Thấy chưa các bạn thấy không?